Thực hiện chương trình Sẻ chia yêu thương, ấm tình phụ nữ Đà Nẵng do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang tổ chức phiên chợ chia sẻ yêu thương đối với những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại đây, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được lựa chọn miễn phí các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước mắm, mì chính, các loại rau củ quả do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động các mạnh thường quân quyên góp hỗ trợ. Với 300 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng đã giúp cho nhiều người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có điều kiện cải thiện bữa ăn hàng ngày trong thời gian này. Rất là cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của những chị em thiện nguyện phụ nữ huyện đã tổ chức những cái buổi mà chia sẻ yêu thương phiên chợ không đồng như là đối với những hoàn cảnh khó khăn như tụi em. Đối tượng cho những cái phiên chợ này thì cũng là giới hạn trong chúng là hội viên phụ nữ, những người già có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID và được nhận phiếu đi chợ và vô mua những cái nhu yếu phẩm cần thiết với cái giá không đồng. Để chung tay cùng các cấp ủy đảng, chính quyền phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã vận động hơn 650 triệu đồng từ sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân để giúp đỡ tặng quà cho 1.730 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Những việc làm của Hội Phụ nữ huyện Hòa Vang đã góp phần lan tỏa ý nghĩa chương trình Sẻ chia yêu thương, ấm tình phụ nữ Đà Nẵng.